សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅបានកន្ទុយគោមួយអ៊ូឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាខ្ញុំយកកន្ទុយគោនេះយកមកធ្វើស៊ុបញ៉ាំតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងកន្ទុយគោហើយនឹងសាច់នេះស្អាតសិនអូកន្ទុយគោរបស់យើងឡើងល្អមែនទែនហ្មងណាសិតតែសាច់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់កាប់ឆ្អឹងកន្ទុយគោឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់សោកន្ទុយគោឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់ស្ងោរស៊ុបដាក់ឆ្អឹងកន្ទុយគោចូលដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលជាមួយនឹងម្នាស់អំបិលស្ករសThank you.
lời này nhâm chụp ra thôi tắt tờ hủ tờ bông lá nhâm chuẩn bị hành mọt sẵn tòm tiết nhâm đã bông món mà xài sốt có xó chụp mùi nhâm tắt rồi chứ mà tòm tiết nhâm chạy tăng cho một tí. Đặt tâm xô cho một tí. À lời này nhâm chập đạm đạm xài sốt. Đặt trái. Ẩm bẩn. Cò xó. Tòm tiết nhâm đạp lại chỗ. Ô này sụp bao dương ở làng ô khang mình tên món này. Tòm tiết nhâm đập cá kịch ná bay bực cố sật một chút ôi cần làm chung ngôi món á ôi tụi nó khăng mình tên món ấy ôi khăng nằm chui mòn nhập đạn sạc tấm cho môi nhưng mà ôm chỗ tôm bông bông à lời ní sụp bao giờ mà anh ấy tờ cho ram nhâm cho mùi nhâm tặng ở cái nía ôi khăn lần xôi mau món ấy cô phơi ôm hai mình chân ôi sụp dưỡng á chanh không mình chân mình tìm. Ok, nhận được ở khán giả chụp cá tập đang test nào video rồi, bye bye.